Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân Nha. Hôm nay là Tân đi chợ ngày 22 tháng 11 của chú anh chị ơi. Con có cá trình không con? Ơi có 330 con trình luôn hả? Điện không? Bắt cá đó đi. Cá đó đó. Con hai con cá hai bắt này ạ. À. Con 3 kg bắt hai con vẽ riêng cân riêng nha. Quá trình mà ổng điện ổng bắt máy ra. Trình gà 330 mà. Bắt hai cái tầm đi. Cái tầm 3 kg con bắt hai con đi. Cái điện ảnh nè. Dạ. À, hai con ký. hai con cái tầm nay nhiêu anh ơi, tầm nay nhiêu em? Rồi không có lên xuống 230 của chú anh chị ơi, cân riêng nha. Ừ. Điện cho ảnh này, điện nãy không bắt máy chứ. Cá mú gà cũng tự nhiên lên dữ ta. Cá mú hổm gà lên 50-60 ngàn ký à. Hôm nay hôm qua mua 225 ngàn á. Lên dữ ra. Cá trình mấy nay cũng vậy nữa hả? Không có luôn. Không có luôn. Muốn gà lên mấy chục ngàn ký lô, hổm mới 175 ngàn à, hôm qua 225 ngàn. Mú này giá nhiêu hạnh? Mú này giá nhiều, giá qua 225 mã rồi. Không có lên xuống à. Cái trình bữa nay quá tay luôn rồi. Thay tượng thường thường tầm 60 ngàn. Kia hả? Nay nhiêu chị? 20 con. 20 con của em á. Hai hả? Hôm nay rẻ được 10 ngàn hả? Dặn hồi tối rồi đó, sợ không có tôm dặn trước rồi đó. Dặn 8 kg mà. Chùa ở đâu rồi? Chùa ở trong. Không. Vậy đó hả? Hôm nay đẹp mà. Tại hôm nay anh làm đám bữa nay dặn trước sợ không có đồ. Nên nay tôm không dám đi dắt này nữa rồi. Đi mua không có không à. Dặn trước. Nó hết, mắc quẩy. Hết mùa. Lo tiếng lên chờ thử cái đẹp. Nó hết mùa rồi, có chứ anh chị phải dặn trước. Wow. Tôm giờ nó hết mùa khó, sợ mùa trước. Lá không? Mày da cái nang không hả? Mực đâu à, mua cho chị Mai trời. Mấy nay không có mực luôn. Vì gì? Đồ mắc mà không có đồ nữa hả? Có tay luôn trời. Sao đây? Mà da tuột thì. Lấy rồi chưa tới nè, lấy vô. Mấy ký rồi, phải lấy 5 ký rồi. Coi sao lá sao mới coi được. Đẹp, bao đẹp. Này ống nhiêu ạ?
Ông nào anh? Ông ba con em á. Ông ba con biết 27 ngàn hả? 27 hả? Ừ. Mà ông em này giá cao lắm rồi, thưa chị ơi. Hai con là nhiêu? Hai con 2,5. Cái gì? Hai con 2,5. Hai con có lộn không? Mà nó hơi nhỏ nha. Ông hai con mà 2,5 gì mà ông ba con mà 27. Ơi, ông hai con. Ở đây kia ông hai, ông kia còn hai con lớn thước nữa. Hai con ký, hai con ký. Thứ là 28. Ở đây là kia ông hai, ông ba còn ông hai con lớn thước, thứ 28. Lên thước 28. Thứ đẹp 28. Trời mới gầy. Quá gì. Lá nè. Lá đẹp lắm trời. Cái bò. Cái gì không giờ có à. Cái gì ngon nè. Cá lạc mắc không chị? Xịn á. Thấy giá cao vậy. Món đồ giá cao vậy. Không, không lấy cẳng luôn cho rồi. Cá này còn biết mà xịn rồi, nó vàng. Vàng lính luôn. 125 lận hả? Cá này vàng dữ luôn. Mới nhắc luôn. Cá nhỏ 101 hả? Cá này xịn rồi. Cá này tầm 4 kg gì ta? Con này tầm 4 kg gì hả? Nó vàng ghê luôn. Cá này càng mới càng vàng càng mắc. Cân mày, cân con đó nhiêu ký mày? Hai con. Cân riêng từ con á. Cái bò này mắc không chị? Mấy ký à? 3,4 kg. Không quá hả? Đen thôi luôn. 80 ngàn. Cân chung đi. Thôi tầm 2,8-2 kg. 80 ngàn. Hôm nay giá cao cá biển giá mắc ngày của chúng giờ. Con nhỏ nhỏ hơn xíu thôi. Con nhỏ đi. Này có hù ảo rồi. Rồi. Vàng ngon à. Có hai vàng hết trơn. Vàng còn đỏ. Lạc nó nhỏ mua rồi. Nay sáu cũng không có đồ mua luôn. Ủa ơi, có con cá phèn bự dữ vậy. Cá phèn gì bự dữ trời. Cá phèn này phèn gì bạn? Phèn biển. Bự dữ trời. Cứ quẻ thịt dai. Bự như cá mú vậy. Cá này mười mấy 20 kg. Là có mối xanh hú quay. Chém bự dữ hả? Chém lớn rồi mắc không quay. Mấy kg cái chém vuông. Đúng rồi, cá này gần 20 kg rồi. Cá mắc mắc tiền không? Hả? Cá 170. Thôi. Nó chém tiếp nha. Biết luôn. Trăm mấy, 130 vậy? Cá này rẻ. Rẻ. 150, 160 không có lúc. Cá quá phí. Con này cái mang nó dữ. Nó ngắt luôn. Này không có đồ đạt gì trơn, sáu không có đồ luôn, hiểu hả? Ai dặn đâu? Có ai lấy đâu? Rồi. Không có cái mó là chia tay luôn. Đây có cái gúng này để điện tướng này mới nhắn tin chiều. Cá này hên xui lắm, lâu lâu mới gặp, khi cả tháng không có vô một con nữa. Cái gúng này mắc không hả? Cái gúng này mắc không? 145 ngàn hả? Để anh điện thử ra.
Đẹp mà nó được rồi. Đẹp quá, không biết không? Đẹp hôm nay nhiều ạ. Đi vừa này cũng được rồi. Nay có hàng Đà Nẵng lại rồi. 160.000 này 4 con hả? Bao giòn. Bao giòn không mặn luôn hả? Để em coi mấy ký tuột à. Tôi mua tôm sống. Anh ít con nay nhiêu ạ? 10 ký đi. Cá lạc một con làm một con để nguyên nha. Hàng hiếm thẻ này, thẻ biển, thẻ thiên nhiên coi chú anh chị. 350 hả? Bắt con cá bông lau 3 ký gì? Ồ, thẻ ngoài biển dập vô tới đây về mà còn tươi lắm rồi đó chứ không nổi xúc đầu quá nè. Kè thiên nhiên hả? Nay mắc không gì? 100 mấy? Rồi. Nãy giờ ba kêu giá nhiều. Chưa. Kèo nuôi có 150 rồi nè. Kèo này cũng mươi nhiều. 170. 170, 180 như vậy. Có thêm con 3 ký nữa. 3 ký đúng không? Dặn vào hai con lớn rồi, giờ bắt thêm con 3 ký nữa đi. Nay không có ốc giác luôn hả? Không có giá con chim mây xanh nè. Không có đồ giá mây xanh nè. Mắc dữ không? Ta hai đồng hàng qua nó mua nó giao chợ bán 200-201 gì á. Ồ mắc quá trời. Mắc quá nghỉ mua luôn đi. Không nghỉ mua đi con cho thật chắc năm đi. Thôi để bữa nào ghé ăn. Chào Quyết đi. Chào Quyết vô chưa? Có rồi Quyết đại ca kìa. 40 con bao nhiêu à? 4 con hả? Này đó hả? Cái đó là, thôi lấy đồ Cà Mau kìa. Cà Mau hả? Ừ. Cà Mau 4 con hả? Chú chạy chút nó vô. Xíu vô đi chứ gấp mà. Lấy đồ Indo này lấy làm chi? 40 con á, đồ Cà Mau bao nhiêu? 23 đi. Với lấy lại cái loại thường á, loại xài mỗi ngày á, 10 ký với cái loại đó 8 ký. 8 ký à, 40 con. Thấy Cà Mau đừng lấy Indo ốm quá bị bắn gió mà. Mày đồ mực. Thấy cùng với Indo. Con nào không lấy chọi trâu còn chết. Con này hên xui lắm, mùa khi có con chết ở trong nó, con này nó yếu hơn sầu huyết Cà Mau. Mấy con bự này mua về nướng đó. Đây nó có rớt nhỏ không đây nhiều quá. Nó không có được đẹp. Làm được đẹp nữa. Làm nguyên gì không có điều con đó. Xô vậy là 200 hả? Thằng Campuchia nó đen hơn hàng này. Là bữa mua hàng cam nó rẻ hơn. Mua vậy có con bự nhỏ vậy là không đều nữa.
tại có mấy con bự này nè, nó nhìn thấy nó nhìn không có đẹp hả? Hai trăm lận hả? 200 lận anh. Lấy đại 5 kg. Kiếm đồ không có, kiếm hàng sàn ra đều con không có. Ốc gì 40-50 con hay chị? Không có đâu. Tao biển nó vô cờ thì nó nhỏ đó. Ốc nuôi kìa. Nuôi này không có, nuôi này sót thì cờ lắm nhé. Ô đù. Sao ta? Cái cờ này mắc không chị? Này có thì cờ mấy tiếng rồi được. Này là mắc không? Cái đó thì bán 750. Sao ta? Cái trong đó là lớn hơn hả chị nhỉ? Cái này 400, 37. Mấy chục con? Cái đó nó cũng bằng dây rồi em ơi, bằng dây nhút nuôi rồi. Cái đâu có lớn. 60 con hả? 60, 70 em ơi. Cái điện không sao xa. Bao nhiêu à? Đây nhiều, bên đây nhiều. 100 mấy vậy? Mình đó. Này. Cái này. Cái nào cũng lông nhung hết à. Chiên 1 bịch thôi, 1 bịch mậu à. Hôm nay bán phương biển nữa rồi. Này nhiêu con Khánh? Có bự hơn không Khánh? Có bự hơn, có 1 tỷ rồi, mới sáng còn lựa ra 500 con. Cạm này quá dễ trứng luôn á. Nhiều hả? Dạ. Nhiều. Hả? 100 hay lên. Có bự hơn á, lựa bự hơn á chứ. Có 3 tiếng á, thấy lựa là nó giật luôn. Tôi chăn luôn á, lấy việc luôn á. Nó nhắn lên là 7, 8, 60 con. Chùi anh nhận 40 con chùi chứ trời. Hơn nè. Này tới 65 nè. Này 65 hả? Cao quá này tiếc rồi, tiếc không lấy luôn á. Thôi kệ. Cao quá nó đâu dám lấy dự án đâu, lấy lấy cái này 7 kg đi. Mấy kg? 7. Ăn cái này ngon, người ta hỏi gửi hàng nước ngoài vậy. Gửi hàng nước ngoài vậy nên là ăn ngon một xíu. Đây này nhiêu anh? Hả? 250 ngàn á. Nhiều? 250. 10 con hả? Đúng rồi. Gạch luôn, gạch nè. Gạch này nó phải gạch đặc như cua đâu, chỉ có mấy con tôm càng lóng kia mới có gạch đặc. Tôm tôm lớn mất không? Okay. Tôm lớn mất không? Okay. Lớn mất chưa không? 2 kg nè. Rồi. Nhiều vậy. Bự không? Hả? Bự không? Cái kèo của anh á. Kèo anh bự không, giá nhiêu ạ? Hôm nay vậy không có quả chạch nữa vậy? Thì vậy? Nó nhiêu ạ? Này xúc ở đó đó hả? Hả? Hôm nay sụt hả? Ẩm 150 không à? Bữa nay bự chản thôi chú Tư. Hả? Bự chản chản không ạ? Đều quá ha.
lửa mà. Uống mà cá lửa có mấy kg. À, 270 hả? Mua quen. Có 10 ngàn đỡ tốn đường phí. Đỡ đi xa đỡ tốn phí được 50 cho ổng. Có kêu là sao? Có cái bự cái kêu á không? Thấy luôn chưa bạn? Đâu? Có chưa? Thấy chưa? Chú quay giá cả rồi sao? Im không? Lửa hàng đầu đấy. Hàng đầu hả? Cả bự bự là 4 con hết, nhỏ để lại. Tại 2 thùng á. Anh lấy chỗ này là 4 con hết nè. Mà giá được. Nhiều hay gì? 300. Nay giá cao vậy. Không, hai dây vui thiệt là 4 con mà. Nếu anh lấy 4 5 con thì nó rẻ hơn. Cũng ngon á. Ngon chất lượng luôn á. Mà em mua đám. Đám chất lượng mà em được chất lượng mà mẹ em nó dụng ra luôn. Được, lát anh ba em lên lấy. Lựa lại đi. Nó nhỏ bỏ lại. Nhỏ bỏ lại. Để 2 thùng á, em để qua một bên. Mềm mềm hông xíu là em dùng qua bên đó anh chị em. Còn không ấy thì vô thùng hay vô bịch? Thôi hai con hai người thôi. Vô thùng hay vô bịch? Muốn vô thùng vô à? Vô thùng để cho nó đẹp. Rồi để vô thùng cho. Đóng thùng 20kg hả? À? Được, có thùng nhỏ gọn 20kg vô đúng. Rồi đóng đi. Thấy hai con thay thế. Thôi hai con. Ta mua đám rồi ta ăn cái xay đó chắc nó lẩu quá bạn. Cái gì? Mua đám trái xay nó chắc nó lẩu. 24 con ký nhiều khi ta đặt cái bàn bao nhiêu con nữa là vừa rồi. Con này thì bự quá. Bự lắm. Cô này nay nhiêu dây vậy nè? 28.000. Cô này có dây giờ là 2 con ký nè. Mấy nay có thuộc Đà Nẵng rồi cô chú anh chị có ăn thì ấy nha, thấy con gà có thường phải không? Mà nó không có bự, không có sồ như hơi lúc trước. Ba bốn con rồi. Con này có trứng ngon, trứng mình thuộc cũng béo lắm. Rồi hôm nay tụi bay đến đây cái thúc lép của chú anh chị ơi. Mấy ngày gài thì đồ nó cũng mít rồi. Giá còn cao thì cô chú anh chị cũng hạn chế ăn rồi. Có ăn ăn thịt heo thì giá nó không có lên xuống gì vậy. Nói cho bình bình thôi chứ gì. Cá mắc thì mình chuyển sang thịt heo đi ha.